Nghệ thuật khắc dưa hấu bắt nguồn từ những thợ mộc làm việc ở Sài Gòn cách đây 5-6 năm. Vào những ngày giáp Tết, thời gian rảnh rỗi nhiều, những người thợ đã sử dụng công cụ làm nghề thường ngày của mình, đẽo gọt trên thân quả dưa hấu. Bằng sự khéo léo, sáng tạo, họ đã tạo ra những quả dưa hấu với hoa văn rất độc đáo và đẹp mắt, được người tiêu dùng đón nhận. Để có những hình ấn tượng và ý nghĩa trên vỏ dưa, phải trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên là chọn dưa. Dưa được chọn khắc phải là những quả tròn, chắc và có màu tối sậm. Sau đó là vẽ pháp, rồi tỉa bằng dao và rồi đục. Đây là công đoạn khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Vì vỏ dưa hấu vừa mềm vừa giòn, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ hỏng. Công đoạn cuối cùng là gọt để tạo thêm màu sắc cho quả dưa. Vỏ dưa hấu là một chất liệu rất đặc biệt, vừa có nhiều màu khác nhau tùy vào độ sâu khi tỉa. Dưa hấu to tròn tượng trưng cho sự no ấm, đủ đầy và đem lại nhiều may mắn cho gia chủ. Hoa văn khắc trên dưa hấu cũng là những chữ như phúc lộc thọ, tài lộc, phát tài, hay những câu chúc Tết, những hình tượng linh thiêng như rồng, phụng, cá chép, được khắc công phu bởi bàn tay tài hoa của người họa sĩ. Có thể nói, người Việt Nam có truyền thống trọng lễ nghĩa, Tết đến nhà nào cũng bày soạn mâm ngũ quả để dâng lên tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đây là phong tục đẹp nhằm nhắc nhở con cháu luôn trân trọng và biết ơn công sinh thành của ông bà, cha mẹ.